Hiện tại chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Hữu Cầu. Đường Nguyễn Hữu Cầu nằm trên địa bàn quận Tân Bình, cũng hướng khởi đầu từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trần Văn Khải qua ngã ba Mã Lộ và Thạch Thị, dài 200m. Đây là con đường ẩm thực với nhiều đồ ăn ngon, nằm sát bên hông chợ Tân Định, có rất nhiều hàng quán san sát. Đi dọc phố là bạn có thể thưởng thức tất tần tật các loại cháo, cơm, bún, phở cùng những món ăn